mỗi ngày. Hương cam tươi mát, salad giòn giòn, tôm sú béo béo vị bơ. Nếm miếng đầu tiên thấy ngọt ngào, nếm miếng kế tiếp thấy yêu thương. Salad cam tình yêu, tươi mới dịu ngọt cho tình đầm thắm. Rất vui khi được gặp lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món ngon mỗi ngày, nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Nghị ơi, ngày hôm nay sau những ngày Tết thì chúng ta lại đến một cái ngày quan trọng, ngày Valentine. Anh sẽ đáp ứng được yêu cầu của em cũng như là hầu hết các chị em nội trợ chương trình Món ngon mỗi ngày luôn. Đó là một món salad cam tình yêu các bạn nhé. Đầu tiên á, cái salad lolo và salad Mỹ á, thì Minh Phương cắt khúc khúc đoạn đoạn như thế này cho Quốc Nghị. À, vừa ăn là được đúng không nào? Mình rồi, cho vào tô. Chính xác. Tiếp đến là salad lolo. Mình cũng cắt khúc vừa ăn đúng không anh? Đúng rồi. Cái mầm thì chỉ cần cắt rễ và chúng ta rửa sạch đúng không ạ? Đúng rồi. Cà chua bi màu đỏ. Bây giờ tiếp thì Minh Phương cắt sợi mỏng cho Quốc Nghị. Chúng ta sẽ bọc kín cái tô salad đó, cho vào tủ mát. Chút nữa ăn nó lạnh lạnh giòn giòn, các loại rau rất là ngon luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 4 muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo vị ngọt dịu vào. Tiếp đến là 1 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto, 2 muỗng canh dầu ô liu, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi cà phê đường, 1 muỗng cà phê mù tạt vàng, khoảng 1 muỗng cà phê vỏ cam mài nè. Các bạn nên dùng vỏ cam mài để giúp cho món ăn nó tăng hương vị hơn các bạn nhé. Cắt quả cam Mỹ này ra để lấy nước. Chúng ta sẽ cho vào đây 4 muỗng canh nước cam Mỹ. Nó rất là hấp dẫn cái tinh dầu cam khi mà chúng ta bào cái vỏ ra đúng không nào? Đây, bây giờ mình cùng quan sát nè. Rất là sánh mịn. Salad nè, sánh mịn. Về phần tôm sú á, thì các bạn sẽ cắt bỏ phần đầu nè. Đó. Ngày hôm nay anh Quốc Nghị lựa tôm sú trông rất là tươi và chắc thịt nè. Và với món ăn này, các bạn nên lưu ý chúng ta phải chọn tôm sú để khi áp chảo tôm nó sẽ có màu đỏ, tươi và hấp dẫn hơn. Sau khi chảo đã nóng, các bạn cho vào đây một ít bơ lạc. Sau khi vừa tan bơ nè, các bạn sẽ cho những con tôm sú vào áp chảo. Đối với tôm thì có rất là nhiều magie, không chỉ tốt cho cái việc điều trị chứng đau nửa đầu, mà khi mà chúng ta luyện tập thể thao á, sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những chất béo trong cơ thể. Tôm nó gần chín tới thì các bạn sẽ cho vào đây một ít tiêu đen xay nè. Rồi bây giờ quan sát thấy tôm đã chín, chúng ta tắt lửa, cho tôm ra dĩa để nguội. Sau đó chúng ta sẽ chẻ đôi con tôm. Các bạn hãy quan sát đầu bếp chính của chúng ta bóc tôm, rất là chuyên nghiệp luôn. Và quan trọng là giữ lại đuôi nhưng mà sẽ bỏ đi cái phần nhọn của cái đuôi tôm đúng này rồi. Đúng không ạ? Để lưỡi dao song song với mặt thớt như thế này. Sau đó các bạn sẽ chảy đầu con tôm ra. Chút nữa chúng ta sẽ ghép nó thành trái tim. Đây, có người cho ra dĩa cho các bạn xem. Như vậy là năm nay có khi món ăn này á hả, Minh Phương sẽ không cần mua thiệp nữa. Bao nhiêu hình ảnh và ngôn tình nó nằm trong cái món ăn cũng như là cái hình dáng của món ăn hết rồi đúng không? Chứ không phải là để tiền mua tôm ấy nè. Đầu tiên mình sẽ cho một ít sốt salad lên nè, trộn đều nó lên, dồn tan. Rồi bây giờ các bạn cẩn thận cho ra đĩa. Quốc Nghị sẽ trang trí những con tôm hình trái tim lên trên đĩa salad. Salad cam tình yêu thì không thể thiếu một ít cái tép cam ở trên mặt đúng không nào? Đúng rồi. Để cho bữa tiệc của những cặp tình nhân thêm tròn vẹn thì Quốc Nghị đề xuất thêm một món nữa, đó là măng tây chiên bia sốt cá ngừ các bạn nhé. Wow, ăn kèm với món salad ngày hôm nay là đúng bài luôn đúng không ạ? Đúng Valentine luôn. Tình yêu đong đầy cho ngày Valentine ngọt ngào.